Rồi chúng ta cùng nhau coi qua câu số 6. Trong hiện tượng sóng dừng trên dây, khoảng cách giữa hai bụng hay là hai bụng sóng liên tiếp giữa hai nút hay hai bụng sóng liên tiếp, thì khoảng cách giữa hai bụng hoặc hai sóng liên tiếp thì cách nhau nó sẽ bằng bằng một bó sóng, tức là nửa bước sóng. Vậy thì đáp án chúng ta sẽ chọn ở câu này là câu câu C. Rồi cái con còn câu này câu C vô dùm nha.